Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có sự yêu thương. Ngài lấy tình yêu cả thể mà yêu chúng con đến nơi ban con một của Ngài là chính Chúa Giêsu. Qua Chúa Giêsu, bởi dòng huyết Chúa Giêsu đã chuộc chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi, và cảm ơn Đức Chúa Trời khiến Chúa Giêsu từ cái chết sống lại. Thần thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng đang cầu thay chúng con, và từ nơi thiên đàng Chúa Giêsu đã ban Thánh Linh cho chúng con y như ngày lễ ngũ tuần. Ôi Chúa, bởi sự một của các môn đồ đầu tiên, dù trên 500 người xem thấy Chúa thăng thiên, nhưng chỉ có 120 môn đồ bên lòng ở nơi phòng cao mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời với tinh thần hiệp một với nhau và mà cầu nguyện với Chúa. Cho nên Đức Chúa Trời đã thấy và đã ban Đức Thánh Linh sau 10 ngày họ hiệp một như vậy. Cảm ơn Chúa ngày nay qua phòng Zoom này. Con tin chắc rằng cũng ý bởi ý Đức Chúa Trời và chúng con xì một lại với nhau. Hallelujah, con ngợi khen Chúa. Chúa đã đổ Thánh Linh đến nơi phòng cao 120 môn đồ, và điều đó cả thành Salem đều thấy, nghe và thấy. Con tin chắc rằng ngày nay chúng con hiệp lại trong phòng Zoom này, Chúa ý chỉ Đức Chúa Trời ban cho, thì con tin chắc rằng mọi người cũng nghe và thấy điều đó. Chúa ơi, giúp đỡ đời sống của chúng con, anh chị em chúng con cũng có cái tinh thần hiệp một lại với nhau trong phòng Zoom này. Rồi chúng con hạ lòng lại, chúng con kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Con tin chắc rằng Chúa sẽ đổ cơn mưa phước lành, đổ Thánh Linh Chúa trên một cách đầy dẫy trên hội đồng Zoom này trong một ngày mà Chúa đã định sẵn. Con cảm tạ ơn Cha. Cho nên Chúa giúp đỡ chúng con vững lòng bền chí ở trong Chúa, kiên trì trong cái sự cầu nguyện như thế này. Con tin chắc rằng Chúa thấy tấm lòng đơn sơ của chúng con, sự khát khao của chúng con. Ngài sẽ ban phước cho chúng con y như lời Chúa hứa. Hãy kêu cầu ta trả lời cho tỏ với các ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Cha ơi, chúng con khát khao hội thánh Chúa chung có sự hiệp một lại với nhau. Ôi Chúa, để rồi tới một ngày Chúa sẽ phục hưng hội thánh của Chúa. Chúa ơi, giúp đỡ chúng con không phân biệt chi cái hệ phái, không phân biệt bất cứ một cái điều gì về tín lý, ôi Chúa, hoặc là rào cản nào, nhưng mà cha chúng con luôn đặt Chúa là số một đời sống của chúng con, là đầu và chúng con là chi thể của thân. Xin giúp đỡ chúng con có sự yêu thương với nhau, mà qua tình yêu thương đó người ta nhận biết chúng con là môn đồ của Chúa. Với tình yêu thương đó, Chúa sẽ đổ thần linh của Ngài trên chúng con cái đầy dẫy, như Phi-rơ chỉ là một người bình thường. Trước đó ông cũng có lần chối Chúa, ông cũng có ngày Chúa kỷ niệm Chúa sống lại, nhưng ông đi đánh cá. Ôi Chúa, nhưng mà khi Thánh Linh Chúa giáng lên thì ông mặc lấy sự can đảm giản dị mạnh mẽ, rao giảng một ngày 3.000 người tin Chúa, rồi 5.000 người tin Chúa. Xin quyền năng Đức Thánh Linh này vận hành trên đời sống chúng con một cách mạnh mẽ, vì chúng con khao khát Ngài. Ngài hứa hỡi những kẻ khác hãy đến cùng ta mà uống, ai tin ta sông nước hằng sống từ trong lòng mà văng đến sự sống đời đời. Cha ơi, giúp đỡ chúng con, phải chúng con hạ lòng, chúng con tan vỡ trước mặt Đức Chúa Trời. Ôi Chúa, bởi vì tội lỗi của nhân thế, tội lỗi của đồng bào dân tộc Việt Nam trên mỗi chúng con, cho nên Chúa ngài để dịch lễ như thế này. Nhưng con tin rằng khi chúng con cứ sự hạ lòng, cơn giận của Chúa sẽ qua đi và chúng con đến gần với Chúa. Chúng con có sự ăn năn hạ lòng đã, Chúa thấy, Chúa nghe và Chúa tha thứ tội chúng con và cứu chúng con trước chúng con khỏi tai vạ. Con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa là tiếp tục ngày hành động trên đời sống của mỗi chúng con qua lời của Chúa, để rồi bởi nhờ lời của Chúa mà chúng con có lòng yêu mến hơn, có sự một lại. Và con tin chắc rằng với lời hứa của Chúa, Ngài đã hứa thì Ngài làm cha trọn, Ngài sẽ phúc hưng hội thánh của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa như khi hôm một đề tớ của Chúa chia sẻ về tỉnh thức. Cha ơi, trong thì giờ chúng con hiệp một như thế này, đó là cũng sự tỉnh thức. Xin Chúa thấy lòng chúng con mà đổi đến và phúc hưng hội thánh của Chúa, để rồi chúng con mặc lấy năng quyền từ nơi Chúa bày tỏ phúc âm của Chúa, để rồi sẽ có hàng ngàn cái điểm tổ tế bào sẽ nhóm lại trong những ngày sắp tới, người cha, và đời sống chúng con tin chắc rằng chúng con sẽ thấy sự lạ lùng
Khi Chúa thăm viếng đời sống của chúng con, dù chúng con có đơn sơ, anh chị em chúng con những người mới tin Chúa, nhưng mà cứ trung kiên trong cái sự nhóm lại thờ phượng Chúa trong phòng Zoom này, chúng con ai nấy cũng sẽ thấy Chúa hiện diện của Chúa, sự vận hành của Chúa một cách lạ lùng trên đời sống của chúng con. Chúng con tin điều đó. Hallelujah, với ông ngày mới. Con chúc phước cho hết thảy ông bà anh chị em chị tôi con của Chúa, dân sự của Ngài, mặc lấy sức mới từ nơi Chúa. Một sự bình an, sự phước mới của Chúa đổ trên hội đồng Zoom này. Con cảm ơn Cha, ca ngợi Ngài. Chúng con đồng tâm, dị ý và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.